Bây giờ chúng ta hãy tùy biến chủng loại của cổ vật. Chọn đối tượng thang bộ này. Tại ô Properties, các bạn chọn vào Edit Type. Chúng ta quan tâm đến trường thông tin Constructions, cấu trúc xây dựng của thang bộ này. Và tại phần Run Type, các bạn kích chuột vào phía bên phải của giá trị này. Nó sẽ mở ra cửa sổ Type Properties, thứ cấp của đối tượng thang bộ. Thread Materials, đây là vật liệu mặt bậc. Còn Riser Materials là vật liệu làm cổ bậc. Các bạn lưu ý, tôi đang hướng dẫn các bạn thực hành thiết kế cầu thang xoắn xương cá. Và cầu thang này là cầu thang không có cổ bậc. Vậy thì dưới trường thông tin Risers, tham biến Risers, các bạn không chọn nó nữa. Apply. Ok. Như vậy, các bạn để thấy rằng là cái thang của chúng ta đã có sự thay đổi. Sự thay đổi ở đây chính là gì? Không lựa chọn có cổ bậc cho loại thang này. Toàn bộ mặt bậc sẽ được đỡ bởi hai dầm biên, biên trái và biên phải.